Tháng 10 năm 2016, Văn phòng Hoàng gia chính thức xác nhận con gái của Thái tử Naruhito và Thái tử Phi Masako, công chúa Aiko, đã phải nghỉ học một tháng vì áp lực thi cử và gặp các vấn đề sức khỏe khác. Aiko đã trải qua một vài bài kiểm tra sức khỏe tại Bệnh viện Hoàng gia, nhưng các bác sĩ vẫn chưa xác định được vấn đề sức khỏe là gì. Các bác sĩ cho rằng nguyên nhân chính có thể là do áp lực thi cử sau khi hết kỳ nghỉ hè, cũng như phải chuẩn bị cho ngày hội thể thao của trường. Aiko thường xuất hiện trước công chúng hay là chụp ảnh với khuôn mặt không mấy khi mỉm cười. Cô đã từng phải nghỉ học một lần hồi năm 2010 sau khi bị các bạn nam trong lớp cư xử thô lỗ. Khi cô bé trở lại lớp học, Thái tử Phi Masako đã phải đi theo. Nhiều thành viên trong gia đình hoàng gia khác cũng phải tìm cách để đối mặt với những vấn đề tương tự, và công chúa Aiko và công chúa Mako, con của hoàng tử Akishino, đã hoàn thành một năm thạc sĩ chuyên ngành bảo tàng tại Đại học Leicester vào năm 2015, và cũng trong cái thời gian đó thì cô phải giấu hoàn toàn thân phận của mình.